Đây, bắt đầu ha. Thì chúng ta đi vào cái phần cái kiểu đầu tiên đó là kiểu stress. Thì từ đâu mà chúng ta lại nghĩ ra, ví dụ như trong một ngữ cảnh bài toán nào đó mà chúng ta nghĩ ra là chúng ta sẽ xài kiểu cấu trúc. Thì chúng ta nhìn vô cái phần ví dụ này của tôi. Thì tôi giả lập như chúng ta đang làm việc. Chúng ta đang có một cái bài toán coding, chúng ta code như vậy nè. À, chúng ta khai báo như vậy nè. Thì khi mà mình viết xong rồi thì mình suy nghĩ bản thân một người khác hay là chính các bạn nhìn lại, thì các bạn thấy rõ ràng là gì? Ủa, vậy là đây mình đang làm việc với một cái đối tượng cụ thể ở trong thực tế, có nghĩa là sinh viên phải không các bạn? Bởi vì những thông tin này là của sinh viên, đúng không? Mình nghĩ ngay ra đây là những thông tin của đối tượng sinh viên. Mình nghĩ ngay ra tới cái chuyện đó, thì lúc đó chúng ta nên chuyển hết cái phần khai báo này sang một cái kiểu dữ liệu, đó là structure, cái thành phần của nó các bạn, cái cách, cái cấu tạo của nó đó. Để làm gì? Để khai báo thứ nhất là ngắn gọn hơn, và cái thứ hai nữa, khi người lập trình thì cảm thấy là thân thiện hơn, là bởi vì họ có cảm giác họ đang làm việc với một đối tượng. Và cuối cùng cái ý thứ ba là gì? Dễ dàng bảo bảo trì chương trình hơn, tức là nếu có sai có chỗ sửa gốc chỗ đó thôi, không sửa nhiều chỗ. Đó là lý do tại sao chúng ta phải chuyển sang với một cái bài toán mà chúng ta làm việc cụ thể với đối tượng như vậy, thì chúng ta nên chuyển sang sử dụng stress, được chưa? Rồi, thế thì trong cái phần này chúng ta sẽ đó là nói về cái phần tôi dẫn nhập các bạn. Thì đương nhiên về khái niệm thì nãy giờ là những gì là tôi đã trình bày với các bạn đó. Và các bạn thấy là về bởi bản thân, như hồi nãy tôi đã trình bày là bản thân cái kiểu stress này nó là kiểu dữ liệu được phân loại là kiểu kiểu trị. Cho nên là gì, nó lưu trữ trực tiếp trên bộ nhớ stack, phải không? Và cái thứ hai nữa là gì, từ một cái ví dụ ở trên đây thì các bạn thấy rõ ràng là nếu tôi đưa nó vào một cái kiểu thì trong cái kiểu đó nó phải chứa những cái thành phần này. Cho nên trong cái khái niệm này người ta nói là gì, là một kiểu cấu trúc chứa nhiều thành phần có kiểu dữ liệu khác nhau. Đó là khái niệm thôi. Thì bây giờ chúng ta đi qua phần kỹ thuật, đơn giản lắm. Thì đầu tiên là chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải khai báo. Như vậy thì rõ ràng các bạn thấy nếu một cái kiểu số nguyên, các bạn nhìn vô cái bài của mình ha, nếu mà là kiểu số nguyên nha, rồi chúng ta xem ha. Đây, các bạn nhìn xem là không. Nếu mà tôi khai báo một cái biến kiểu số nguyên thì các bạn nhìn lại có cái cấu trúc bên trong của hệ thống cấp cho mình, thì kiểu số nguyên này nó là kiểu gì, cái cấu tạo của nó là gì, là stress. Các bạn thấy rõ ràng chưa? Thế thì bây giờ nó làm được, mình làm được không? Được phải không các bạn? Nhưng mà trước khi các bạn làm thì ở đây tôi chỉ cho các bạn cách là để mà mình muốn coi được cái phần định nghĩa của hệ thống, thì các bạn đứng chọn nó, các bạn chọn cái chức năng là go to definition, các bạn chọn ở đây. Thì cái cách này đây đây là nó tạo nè, không? Thì bây giờ mình cũng bắt chước mình tạo y vậy. Thì đây là phần định nghĩa của nó mà, không? Đó, toàn bộ hết, nhưng mà có điều nó không có code đâu các bạn, nó chỉ biểu diễn vậy thôi. Phần code ở bên dưới nó cũng che hết rồi, nó chỉ cho mình thấy cái phần metadata thôi, tức là cái phần định nghĩa của nó thôi. Thấy chưa? Nhưng mà cái phần khai báo của nó là các bạn thấy chưa, nó khai báo mà. Rõ ha. Rồi, bây giờ chúng ta quay trở lại. Như vậy thì bây giờ nhiệm vụ của mình là mình phải đi khai báo theo đúng cái cú pháp quy định. Thì thông thường cái từ khóa mà khai báo này nè, thì chúng ta khai báo là public để chúng ta xài được ở bên ngoài luôn nha. Rồi, này,
Rồi các bạn xem tôi khai báo ha. Nếu như mà bây giờ tôi không khai báo nè các bạn, stress này nè, thì mặc định của nó là cái gì? Public hay là cái gì? Tự nhiên tôi nhớ lớp này là bởi vì tôi chưa có dạy cái class cho nên tôi chưa có cho các bạn thử cái này. Bây giờ các bạn nè, nhìn nè ha. Nếu như tôi khai báo nhân viên ở đây thì các bạn thấy nè, cái phải là cái thành phần tôi khai báo kiểu stress ở đây nè, thì cái hai cái này nó cùng một thành phần, cùng một cách phạm vi phải không các bạn, nằm trong namespace này. Như vậy thì nếu như mà bây giờ tôi đứng ở một cái firm khác, giả sử thôi nha, giả sử tôi đứng ở một cái firm khác, tôi muốn xài lại cái nhân viên đó thì tôi xài được không? Tôi xài được đó, tôi gõ vô mà nó ra là nó xài được đó. Như vậy thì nó là gì vậy? Nó là public, đúng rồi. Còn nếu như mà tôi để private á thì chỉ có cái phần đó nó xài thôi nha, còn kia nó không xài được, đúng không? Rồi chúng ta tiếp tục ha, quay trở lại bài của mình. Thì ở đây tôi khai báo đúng cú pháp là stress nhân viên. Rồi chúng ta xem tiếp ha. Và những thành phần dữ liệu của nó: họ tên, mã số, số điện thoại, hệ số. Tức là tôi đang định nghĩa cái kiểu này nè các bạn ha, đừng có ngó gì dưới đây hết nha, đừng ngó gì dưới đây hết, chỉ ngó cái chỗ này thôi cho đúng cú pháp. Như vậy thì khi mà tôi định nghĩa rồi đó, thì các bạn thấy nếu như mà tôi ra bên ngoài ngay cái nút này, tôi khai báo là nhân viên, thì rõ ràng là tôi phải bám đúng cú pháp của sử dụng biến, khai báo biến, phải không? Thì tôi khai báo là ví dụ employee, đúng không các bạn? Rồi bằng cái gì đó hoặc là chỉ khai báo thôi, để đó, được không? Được, chưa khởi tạo giá trị gì hết nha, vẫn được như thường, được chưa? Thì đó là khai báo thôi. Còn bây giờ khi chúng ta sử dụng thì sao? Thì các bạn quay trở lại cái phần sử dụng. Rồi sau khi khai báo xong, đây là những cái các biến thành viên nè, khai báo các biến gọi hay còn gọi là những thành phần dữ liệu bên trong của nó. Đây, giả sử như tôi khai báo như vậy. Đây là phần ví dụ. Bây giờ khi tôi sử dụng thì cái cú pháp mà sử dụng của mình giống như chúng ta dùng biến, tức là đây là gì? Tên kiểu dữ liệu, tên đối tượng bằng new. Bằng new. Được chưa? Vậy thì với một cú pháp như vậy người ta gọi là gì? Khởi tạo một thể hiện của struct bằng cách sử dụng từ khóa new. Thật ra nói cho đúng đó là gì? Khai báo và khởi tạo. Thế thì bây giờ các bạn xem hai cái ý nghĩa của nó. Ví dụ, bây giờ tôi vô đây tôi khai báo nhân viên. Tôi đặt tên là, thì rõ ràng là gì? Cái cú pháp mà tôi làm như vậy là không giống như cú pháp tôi ghi ở trên slide. Tức là tôi không có khởi tạo giá trị. Giống như tôi từng khai báo biến in cho các bạn vậy đó. Phải không? Tôi không có. Được chưa? Rồi. Vậy thì bây giờ khi vào đây nha, tôi khai báo một cái biến, cái biến S nào đó, tôi muốn truy xuất cái thành phần dữ liệu của nó, thì khi mà tôi chấm, tôi muốn lấy ra họ tên của nó. Được chưa? Tôi muốn lấy ra họ tên của nó. Vậy thì các bạn thấy chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Nó báo lỗi, bởi vì sao? Này nó giống như hôm bữa tôi minh họa cái gì? Cái bài toán số nguyên cho các bạn vậy đó. Tức là sao? Chưa khởi tạo giá trị mà anh đã sử dụng nó rồi. Hình dung không các bạn? Anh lấy nó, anh gán nó cho một cái biến khác, nó có giá trị chưa? Chưa. Giống như là bài toán số nguyên mà hôm bữa tôi nói các bạn, nếu tôi khai báo biến Y xong rồi xuống đây mà tôi khai báo biến A nào đó mà tôi gán Y cho A là nó báo lỗi liền. Là bởi vì Y chưa có giá trị. Nhưng mà thường chúng ta lại xài biến, chúng ta lại ít rơi vô trường hợp vì các bạn không gặp. Mà tôi đã từng nói các bạn là C# nó rất là cái nền, nó nằm ở chỗ này. Bạn muốn gì, muốn thì vô đây bạn phải khai báo gì bằng không, hoặc là bạn phải bằng new in. Chứ mình đâu có làm vậy được.
phải không? Nhưng mà thông thường chúng ta lại khi chúng ta khai báo biến chúng ta không có bài toán này, mà chúng ta lại xuống đây chúng ta xử lý gì đó, và chúng ta lại gán một cái giá trị nào đó cho biến y trong quá trình mà chúng ta xử lý, cho nên chúng ta sẽ không thấy được cái bản chất của nó ở chỗ này. Đấy, rõ ràng chưa? Vậy thì đúng, đâu có lỗi gì hết. Bởi vì mình đang gán nó thì tương tự như ở trên đây là bạn sử dụng cái giá trị này bạn gán nhược biến mà nó không cho. Nhưng mà nếu như tôi gán giá trị họ tên này cho biến này thì ok, không báo lỗi. Tại vì tôi đang gán giá trị lại cho nó. Hình dung các bạn. Cho nên đây là tôi nói thêm ngoài cái slide ra, cho nên trong slide tôi chắc ăn là tôi bắt học viên phải khai báo nhiều luôn, là bởi vì sẽ có một số bạn đi lên mạng nhìn thấy cái code thì sẽ hỏi tôi là em thấy người ta không xài, người ta xuống người ta gán vẫn được, em đâu cần nêu. Nhưng mà bạn không hiểu được vấn đề thì sẽ có lúc bạn bị sai chỗ đó mà bạn không biết. Như vậy thì chắc ăn nhất thì khi chúng ta xài struct thì chúng ta nên nêu đi. Thì bây giờ lúc đó mình xuống đây mình làm như vậy thì cũng đâu có ai, nó cũng đâu có lỗi gì đâu, đúng không các bạn? Bởi vì sao? Là bởi vì khi chúng ta nêu như vậy, cái dòng lệnh này nó mang cái ý nghĩa là gì? Khai báo và khởi tàu, có nghĩa là tôi vừa khai báo và tôi khởi tạo. Nhưng khởi tạo ở đây là khởi tạo cái gì? Khởi tạo giá trị mặc định cho nó. Có nghĩa là gì? Trong cái cú pháp nhân viên này bên trong, khi nó khởi tạo thì mặc định, mặc định nó sẽ có những giá trị tương ứng với cái kiểu dữ liệu. Ví dụ họ tên bây giờ là một chuỗi rỗng chứ không phải là một giá trị null, mình chưa khởi tạo nó sẽ là null. Và mã số này mặc định của nó sẽ là con số 0, bởi vì nó kiểu số. Nếu nó gặp bài toán nêu, mình nêu đàng hoàng. Còn cái này là kiểu số, nó cũng là con số 0 và hệ số nó cũng là con số 0, nó có giá trị đàng hoàng các bạn nha. Đó, cho nên như vậy thì lúc đó mình lấy giá trị này mình gán nhập biến được không? Được. Nhưng mà tới đây không, cho nên cái cú pháp này là khai báo và khởi tạo. Còn nếu mà chúng ta chỉ tới đây thôi là chúng ta mới có khai báo thôi, chúng ta chưa khởi tạo giá trị. Chúng ta hiểu hiểu ý nghĩa là như vậy. Và bây giờ cái anh này nè, thay vì mình hay nói nó là biến, nhưng mà bây giờ mình nói nó sẽ là một đối tượng, và chúng ta có thể nói nó là một instance. Các bạn ha, đó. Ở đây lúc này chúng ta sẽ nói là em employee là một thể hiện của nhân viên, được chưa? Đấy, ý cái ý tưởng, cái là xin lỗi, cái ý nghĩa trong cái câu văn mà khi mà người ta nói ra nó là như vậy ha. Hay còn gọi là employee này là một đối tượng cụ thể. Bởi vì sao? Bây giờ mình gán một cái họ tên nào đó thì rõ ràng là cụ thể là một người đó, hay chưa các bạn? Thì những cái này nè, khi đi qua bài hướng đối tượng tôi sẽ nói rất rõ cho các bạn chỗ này. Bây giờ chúng ta chỉ làm quen tới cái struct mà thôi ha. Rồi, đi ha. Rồi, như vậy thì khi chúng ta quay trở lại slide chút xíu thì khi mà chúng ta khai báo và khởi tạo rồi á, thì khi chúng ta sử dụng nó, chúng ta cần tham chiếu những cái thành phần bên trong, thì cái cú pháp của nó sẽ là gì? Tên đối tượng chấm những cái thành phần dữ liệu bên trong. Một là mình truy xuất, hai là mình gán giá trị cho nó. Mình lấy dữ liệu hoặc là mình gán ngược trở lại dữ liệu, giá trị cho nó. Thì cái cú pháp nó sẽ là như vậy, tức là tên đối tượng chấm thành phần dữ liệu. Đó, các bạn thấy bài nó tới đây nè, đơn giản không có bao nhiêu đó thôi, được chưa? Nhưng mà bây giờ chúng ta xem ví dụ, đúng không? Đây. Bây giờ các bạn xem nè, không, ví dụ đơn giản là tôi khai báo đối tượng NV, khai báo và khởi tạo luôn, và tôi gán họ là Phạm Thiên Thanh và mã số là như vậy. Vậy khi mà tôi đã, đây là tôi truy xuất ra mà, đúng không? Thì lúc đó tôi sẽ xuất về họ tên này ra và mã số số điện thoại.
Được chưa? Như vậy thì nếu các bạn đã hiểu bài, giờ các bạn cho tôi biết cái kết quả của cái label này nó sẽ in cái gì ra, họ tên là cái chữ là đó, giá trị gì? Có phải là Phạm Thiên Thanh không? Mã số có phải là số này không? Số điện thoại có không? Thì nó in ra nhiêu? Nó có in ra không? Hay là nó in giá trị luôn hay nó in cái gì ra? Hả? Nó in gì ra? Nó in con số. Con số 0 là bởi vì nó được khởi tạo rồi. Một cái điều là nó không được gán lại giá trị mới thôi. Thì nó khởi tạo ban đầu là gì? Là con số 0. À, nếu các bạn hiểu bài thì các bạn biết chỗ này nó sẽ ra con số 0. Thì tôi cố tình tôi chỉ gán giá trị chỉ có 2. 2 cả 2 2 2 2 thành phần cho nó mà thôi. À, bây giờ chúng ta xem ha. Thấy chưa? Số 0. Thấy không? Đó là vì bởi vì nó khởi tạo cái giá trị mặc định cho mình nha. Rồi. Bây giờ chúng ta đi vào cái phần mở rộng. Mặc dù là trên slide không có nhưng bài tập thì có, cho nên bắt buộc tôi phải làm cái phần mở rộng cho các bạn. Phần mở rộng tiếp theo của chúng ta là nói về cái gì? À, nói về constructor và những phương thức. À. Hả? Cái gì? Giăng rồi hả? Rồi, đây thấy lại. Sao máy 03 bị giăng rồi, coi lại cái dây mạng coi. Không, tôi mới ngắt ra đó. Không, tôi vẫn thấy máy 03 bị ngắt nè. Tôi thấy minh máy thôi là máy 03 bị ngắt rồi, bây giờ vô nè, thấy chưa? À, là bởi vì tôi đã nhìn tôi thấy máy 03 bị ngắt mà. Rồi, chúng ta quay trở lại ha. Thế thì phần mở rộng này là tôi nói về thứ nhất, cái ý thứ nhất của tôi là nói về constructor. À, và cái ý thứ hai là xây dựng phương thức. À, là trong cái phần mở rộng này. À. Rồi, như vậy thì nói về cái ý thứ nhất, constructor là gì? Constructor người ta còn gọi là hàm hay là phương thức khởi tạo. Được chưa? Thì ở đây tôi sẽ trình bày với các bạn cái thứ nhất là hàm và phương thức khởi tạo không có tham số. Thế thì ở đây các bạn nhìn vô đây, các bạn không có thấy cái gì về cái phương thức khởi tạo không tham số không? Bởi vì tôi ghi cho các bạn rõ ràng nè, khởi tạo không tham số do nét cấp nha, mặc định, người lập trình không được phép can thiệp, cho nên đâu thấy gì đâu, đúng không? Không thấy gì hết, mà rõ ràng không thấy gì hết mà vẫn xài được đây, đây cái hàm không tham số vẫn xài được. Hình dung người tới đây chưa? Tôi đâu có khai báo chứ, nếu như đúng nghĩa mà khai báo là tôi phải khai báo như vậy nè các bạn. Là mình lên class mình sẽ gặp nha. Đó. Đó, đúng là như vậy. Bởi vì cái quy định của khi chúng ta tạo ra một cái constructor, cái hàm phương thức khởi tạo thì là cái tên này nè, nó phải trùng với lại tên của struct, đúng quy định. Và ý nghĩa của phương thức khởi tạo là gì? Là nó dùng để nó khởi tạo những giá trị mặc định cho thành phần dữ liệu. Mình dùng tới đây không? Nhưng mà cái này nó viết rồi mình không can thiệp được, nhưng mình viết là mình bị lỗi. Cái điều này nó sẽ khác với lại class mà sau này chúng ta sẽ học tới bài ngày hôm sau. Nó sẽ khác bởi vì class cho phép mình được quyền viết trong đây. À, mình không viết thì nét cấp, mà mình viết thì là của mình. Đây là cái điểm mà nó khác. Được chưa? Thế nên ở đây là nó không cho nè, các bạn thấy rõ ràng là không cho. Cho nên mà nó không cho thì mình xài được không? Mình xài được đó. À, và nó tự nó khởi tạo những thành phần dữ liệu cho mình luôn, là họ tên thì bằng chuỗi rỗng, mà mã số là con số 0, số điện thoại con số 0 vân vân. Nó tùy theo gì kiểu dữ liệu tương ứng mà mình khai báo trong cái thành phần dữ liệu này. Được chưa?
Đó là nói về ý thứ nhất. Bây giờ cái phần này tôi muốn trình bày với các bạn là ngoài cái constructor của netcat này ra thì nó cho phép chúng ta khai báo constructor của mình với điều kiện là gì? Constructor của anh phải có tham số. Chứ nếu anh không có tham số anh trùng như của tôi à? À, tôi đâu có cho đâu, được chưa? Rồi, như vậy theo đúng ý nghĩa của nhiệm vụ của constructor là gì? Là gì các bạn? Khởi tạo các giá trị mặc định. À, thì bây giờ ở đây những cái giá trị của các thành phần dữ liệu là do người lập trình truyền vào. À, đấy. Như vậy thì constructor này là constructor có tham số. À, constructor không tham số là do netcat, còn có tham số là do người lập trình xây dựng và truyền giá trị vào. Như vậy khi anh truyền giá trị vào đây thì lần lượt tôi sẽ khởi tạo họ tên bằng cái gì? Bằng cái giá trị này truyền vào, và mã số bằng mã số này truyền vào, và số điện thoại bằng số điện thoại này truyền vào, vân vân. Tức là thành phần dữ liệu của nó được gắn bằng gì? Giá trị của tham số được truyền vào. Như vậy thì bây giờ tôi giả lập bài này. Đó. Bây giờ tôi khai báo như vậy nha. Các bạn thấy ha. Thì bây giờ các bạn nhìn vô đây nè, các bạn thấy mình nó để cái chữ là 2 of 2, có nghĩa là mình đang sử dụng cái constructor thứ hai trong tổng số mà hai cái nó có. Như vậy cái thứ nhất của nó là gì? Là không tham số. Mà do netcat thì các bạn thấy rõ ràng thành trong struct mình không có, nhưng mà nó vẫn hiểu, nó vẫn để cho mình 1 đến 2 là vì bản chất của nó quy định là như vậy, cho nên chúng ta phải hiểu và chúng ta xài. À, rồi bây giờ mình xài cái của mình nè, mình truyền vô không? Mà các bạn đặt tên tham số làm sao cho gợi nhớ đi, ta nhìn vô ta biết chuyện cho đúng. Ví dụ như họ tên là đúng kiểu dữ liệu là kiểu chuỗi là truyền vô đây, Phạm Thiên Thanh, ví dụ vậy. Rồi đây là mã số là 125 là kiểu số nguyên, rồi tới gì? Kiểu lon rồi kiểu số, float kiểu float thì phải thêm vô gì? Chữ F. À, vậy thì sau khi tôi truyền vô thì nó chạy qua cái hàm này rồi, thì những cái thuộc tính như là họ tên, mã số bây giờ có giá trị không? Có, là vì nó được gắn vào. À, phải không các bạn? Rồi các bạn sẽ lần lượt các bạn cứ cộng tiếp thôi các bạn, coi nó ra gì nữa. Ví dụ vậy. À, ví dụ bây giờ chỗ này tôi cộng tiếp là gì? Hệ số ha, nhân viên 2. Chấm. Hệ số mình là 3.2 phải không các bạn? Đó. Đây bây giờ chúng ta chạy ha. Rồi bây giờ tôi ram cái này lại. Đấy các bạn thấy không? Đó. Phạm Thiên Thanh. À, Phạm Thiên Thanh. Mã số là 123. Hệ số là 3.2. Thấy không? Đó, tức là nó khởi tạo cho mình. Được chưa? Rồi, bây giờ đó là phần mở rộng thứ nhất. Phần mở rộng thứ hai tôi trình bày đó là gì? Phương thức. Thì phương thức ở đây chúng ta nói về phương thức có nghĩa rằng chúng ta đang muốn nói về cái gì? Hành vi hay còn gọi là hành động của đối tượng. À, vậy thì ở đây còn tôi nhắc lại là khi qua bài class tôi sẽ nói rõ hơn về đối tượng này nọ vân. Bây giờ tạm thời là chúng ta chỉ nắm cái phần kỹ thuật dùm thôi trong phần struct thôi nha. Đây. Thế thì bây giờ giả sử như mình có N2, đối tượng N2 là nhân viên Phạm Thiên Thanh, thì bây giờ chúng ta sẽ có cái hành vi của nó là gì? Là tính lương, tính thưởng, xuất thông tin, vân vân. À, thì ở đây thông thường cái hành vi khi mà người ta xây dựng đó, thì cái kiểu này nè thì nó là danh từ, mà hành vi nó là động từ, cho nên chỗ này nè tôi để như vậy cũng chưa đúng, nó phải là gì? Tính lương nè. Nó là động từ. À, thì ở đây có gì? Cái hành vi thứ hai là gì? Là xuất thông tin. À, thế thì ở đây trong cái hành vi này là tính lương, có nghĩa là tôi muốn tính theo cái công thức là lương cho một nhân viên, thì tôi sẽ cài ra là lương là bằng gì? Hệ số nhân cho 1.050.000. À, không, bây giờ không biết nó nhà nước có đổi chưa thì chưa biết, hình như có hơi lên rồi đó các bạn. À, mà lên thì lương tôi cũng không có được lên.
nó vậy nó mới lạ. Rồi bây giờ chúng ta xem ha. Rồi thế thì ở đây phương thức này cái cú pháp của nó là public kiểu dữ liệu mới tên của phương thức. Thì nếu như chỗ này là một kiểu dữ liệu thì cái sau khi mình tính toán xong thì cái dòng cuối cùng phải là return. Ví dụ như trong bài này à, tôi viết lại về cho mọi người dễ hiểu nè. Kết quả thì tôi cuối cùng là tôi return về kết quả. Tôi phải return đúng với cái kiểu dữ liệu ở đây. Tức là giả sử một cái bài toán rất phức tạp, cuối cùng là chúng ta phải có dòng return nằm cuối cùng và trả về đúng kiểu với nó. Thì cái này, phương thức này người ta gọi là phương thức trả về giá trị nha, trả về giá trị, được chưa? Rồi phương thức thứ hai là nếu không trả về giá trị thì cái chỗ này là được thay thế bằng kiểu void, là không trả về giá trị, được chưa? Thì không trả về giá trị thì hoàn toàn thì sao các bạn? Ở đây chúng ta không có return. À, thì chỗ này sửa lại, nãy tôi sửa chữ tính lương cho nên là mình phải sửa lại tính lương. Đó. À, vậy thì xuất thông tin là tôi muốn xuất gì? Tôi muốn xuất hết những cái thông tin này ra, ra màn hình. À, qua thông qua phần message box. À, hiện giờ quay lại cái bài này của mình nha, quay lại. Đó. Bây giờ tôi gọi phương thức xuất thông tin được không? Được chứ, phải không các bạn? À, và tương ứng bây giờ tôi sẽ gắn tiếp vô trong cái dòng này nữa. Trong cái dòng này nữa là tính lương. Đó, tôi gắn tiếp luôn trong cái dòng này. Thì chỗ này tôi sẽ cộng tiếp. Đó. Được chưa? Đây, nhớ ha, khi xuất ra thì tôi được quyền dùng cái cú pháp toString, tôi định nghĩa lại. Tôi xin lỗi, tôi định dạng cái đó luôn. Thì bởi vì cái phương thức tính lương này của mình là nó trả về giá trị mà chúng ta được quyền lấy một cái biến ứng chúng ta, hoặc là chúng ta viết trực tiếp như vậy. À. Rồi, còn ở này là gì? Nếu nó gặp cái dòng này nó sẽ xuất message box ra. À, rồi bây giờ chúng ta xem không. Đây. Song song mà nó in ra nè các bạn, thì ở đây nó sẽ message box ra vì nó gọi tiếp cái hàm gì, cái hàm xuất thông tin nữa, cái hỏi thông tin nữa nó xuất ra. Được chưa? Nó xuất ra. Đó. Thì cái dòng trên là cái dòng này nó in ra, còn cái dòng dưới là gì? Nó gọi phương thức bên dưới, phương thức bên dưới nó xử lý xong đó, nó xuất message box ra cho mình. À. Rồi. Thế thì chúng ta thấy cái kiểu của rất đơn giản không các bạn? Rất đơn giản, không có vấn đề trong đây hết ha.